Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của Bếp Quý Thanh. Mời các bạn ăn kèm nhá, kèm ngon lắm. Đây là kênh review đồ ăn à? Đây là kênh làm video chơi game. Hôm nay chơi game gì vậy? Lần trước chúng ta đã chơi game Sonic.me và các bạn yêu cầu anh làm một nhân vật cũng gần như giống như kiểu Sonic ấy. Đó chính là Mario.me. Vậy thì trong video ngày hôm nay, B Quy Thành cùng ốc sẽ chơi một tựa game ngày xưa liên quan tới nhân vật Mario.me nha. Các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh. Còn bây giờ chúng ta vào chơi luôn. Ăn kiểu ngon quá. Không ăn nữa, đi quay video đi. Và đây là tựa game gì hả ốc? Mario PC Port. Đây là phiên bản Mario được chơi trên PC từ những năm 1985, tức là rất lâu về trước rồi các bạn ạ. Lâu ơi là lâu, lúc đấy anh còn chưa sinh ra luôn đấy. Đúng rồi. Rồi, vào chơi luôn nhé. Các bạn nhé, xem nó có những cái gì hot và con Mario.me nó như nào. Ok, đây là thế giới 1-1. Đúng chơi kiểu ngày xưa các bạn ạ. Cái game này cơ bản là chỉ cần nhảy các bạn ạ và vượt chướng ngại vật. Đúng rồi. Và hãy tránh mấy con nấm nấm kia kìa các bạn. Mình có thể tiêu diệt nó bằng cách dẫm lên đầu nó nha các bạn. Nhiều không hơi nhiều màn hình tí ốc. Mình cộng đầu vào đấy không sao à? Không sao các bạn ạ. Hãy hết sức cẩn thận nha. Nhảy qua một cái đường ống. Nhảy lên con nấm đi. Nếu mà đâm vào con nấm thì sao? Thì chắc chắn sẽ bị chết rồi đấy. Nhưng mà con nấm này nó không cho bọn mình điểm à? Lucas, con Mario béo. Trời, tự nhiên tối sầm lại các bạn ạ. Đúng rồi. Cái giao diện của nó bắt đầu khác với cái game ban đầu rồi. Mình nhảy lên cao hả? Đúng rồi. Nhảy lên mây luôn à? Anh nghĩ đi trên cao an toàn hơn đó các bạn. Đó, mình nhảy đó. Nhảy đây cái cộng đầu vào à? Không, đấy nhảy cao quá không được. Có thấy gì đâu, có thấy quái vật gì đâu nhở? Game dễ chơi này. Cẩn thận chỗ kia bay, mình phải bật chế độ bay lên. Đã vừa bảo bật chế độ bay lên rồi. Bật chế độ bay xuống lỗ. Game over rồi. Không được, đấy là lỗi kỹ thuật, chưa làm quen các bạn ạ. Phím bấm nó hơi khó, rồi anh sẽ chơi lại. Ok. Nào, bắt đầu. Rồi, đúng rồi. Ở đây. Cái dấu hỏi kia là gì? À, không là gì hết. Ôi giời ơi, giật cả mình các bạn. Hóa ra bị tiêu diệt bởi nấm. Chưa gặp Mario EXE đã bị chết mất 2 lần. Làm lại luôn. Tưởng được. gì tưởng sợ cái gì các bạn. Bây giờ mình tập trung vào nha các bạn. Đúng rồi. Tại là nút bấm đôi khi nó cũng không được nhạy đó. Nên là mình sẽ khó di chuyển hơn. Nhảy qua cái ống đó. Nhảy qua. Mày hả con nấm. Nhưng ăn con nấm này thì không có điểm. Mày hả con nấm. Không có điểm luôn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Lucas. Biết rồi. Bạn này biết rồi. Cây đổ béo mầm béo ú. Không sợ đâu. Cẩn thận đi đến mấy chỗ bậc thang ấy nhá. Làm cái gì đây? Nhảy này cho chắc ấy. Cái nhỉ? Nhảy toàn là đâm vào cái phần dưới các bạn ạ. Đập đầu vào đấy thôi. Khó nha. Đi chưa? Thấy đẳng cấp chưa? Ôi kinh này. Thấy đẳng cấp chưa? Đẳng cấp đập đầu vào tường à? Nhảy lên. Đoạn này mới khó nè. Khó à? Được đấy. Làm lại. Thường những cái ô này, những cái ống á, nó sẽ đẻ ra một con gì đấy mà. Nhưng đây không đẻ gì. Ủa, chỗ đoạn này cao thế nhở? Cẩn thận này. Cái gì đây? Cái gì đấy? Ý. Doesn't get you fa là sao? À, cái con gì đấy? Cái con Innocent ấy. Nó không còn cách xa mình nữa đâu. Ui. Là cái con bị xâm nhập á. Kìa, cái con Lucas nó béo béo đằng sau đấy. Bây giờ mình nhảy xuống là mình cũng chết. Thế thì chạy thôi. Thế mình quay xe. Run. Run. À, chạy ngược lại hả? Ui. Nó tan phá. Chạy nhanh kinh khủng luôn á. Nó cắn chết queo mình luôn các bạn ạ. Ôi, khi nào nó bảo mình run là mình phải run ngay. Ui rồi, nó chạy nhanh thật sự luôn đấy. Rồi, nó cho mình xem lại cái cảnh này. Nó bắt con này, nó quăng phát vào cái cột chết queo luôn. Tàn xương nát thịt. Rồi bắt đầu nó đuổi mình nó luôn run này. Nó bảo mình chạy đi này các bạn này. Mình sẽ chạy chưa? Run, chạy đi.
Ui. Ơ. Nó bay trên trời, mình ở dưới đất, làm sao chết được game ảo thế đấy. Anh đã trốn dưới đấy rồi. Ừ, anh trốn khoan thua. Khó quá các bạn ạ. Cái phím bấm nó không được nhạy á, nên là chúng ta sẽ rất là khó chơi. Rồi, không sao cả, anh sẽ cố gắng chạy thoát khỏi con này. Ui, sạc ngựa. Rồi, xong, chạy. Chưa được đâu. Chạy. Đó, được rồi, được rồi. Phải nhảy lên. Sao không nhảy được? Ôi giời ơi, phim bấm liệt rồi. Bạn phím để đâu? Trời ơi. Vẫn là cảnh đấy. Rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi, cười mà đúng rồi. Sao nhỉ, nó chạy nhanh á. Nó quá nhanh luôn các bạn ạ. Nhanh thế nhở. Hay nó không cho mình thắng? Không phải đâu, chắc chắn là phải thắng được chứ. Chạy. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi ông ơi, chúng ta quay trở lại ở đây. Hy vọng là anh sẽ chạy kịp nha các bạn. Sau nhiều lần chạy rất là thua rồi. Chạy không thoát được khỏi nó. Mình đã tìm ra tip để chạy nhanh hơn rồi. Run. Ba cái run thì mình mới chạy được. Rồi, chạy, chạy. Mày sao mà đuổi bắt thằng anh nữa. Wow. Nhanh không, nhanh không? Bên cạnh gắn motor vào đít rồi các bạn ơi. Chạy nhanh thật sự. Yeah, chạy rồi. Tuổi con ngàn con mà đuổi được. Yeah. Ồ, chết rồi. Cái đụi cỏ này nó bắt mình lại các bạn. Không. Con kia được ở ngay sau kia. Ôi, cái. Ui, nó đâm vào đâu là cái đấy bị phá hủy luôn. Rồi, đuổi làm sao được. Chạy được rồi các bạn ạ. Sau một hồi chạy mãi không thoát được, cuối cùng chúng ta đã thoát được. Trong game đầu tiên thì chúng ta đã thắng được Lucas. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game thứ hai. Không biết có gì hay ho nào. Vẫn là một tựa game Mario các bạn ạ. Anh Mario này là mặc đồ màu đỏ nha. Đang đi đến Super Mario Bros. Ok. Rất nhiều những thứ trên trời rơi xuống và có một cái gì kia, cái mũ à? Cái mũ màu xanh. Đúng rồi. Không phải đọc là Bros đâu, mà là Bras. Tức là những người anh em của Super Mario. Thế chứng tỏ là đây là một cái mũ của một người anh em của anh Mario màu đỏ. Và anh Mario màu đỏ đang khóc bởi vì là đã bị lạc mất, hoặc là đã người anh em kia đã bị mất tích. Hay là người anh em kia đã bị hy sinh. Đúng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ vào chơi trò chơi này nhá. Đấy, ui ôm ớt. khóc nhẹ trẻ thiêu ạ, cu li về một tí. Rồi, ở đây chúng ta có một player. Đúng rồi, chúng ta sẽ chơi chỉ với một người thôi các bạn ạ. Đây là cái bản đồ map của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ có những cái màn khác nhau từ 1 đến 6. Và sau khi đi qua các màn, chúng ta sẽ đến với lâu đài. Đúng rồi. Ok. Màn đầu tiên. Màn đầu tiên. I miss you brother. Đó, đúng chưa? Tôi nhớ bạn, người anh em của tôi. Rồi, đây chính là chúng ta. Đúng. Nhìn chúng ta trông rất ngu các bạn. Ui, thông minh nhất hành tinh mà ngu. Wow, đẻ ra được loại nấm à? Ui, mình ăn cái nấm đấy mình sẽ trở nên to hơn đó các bạn. Đúng rồi, nếu mà mình không ăn là mình trở nên nhỏ bé. Tí nữa sẽ không chống lại được những con quái vật đâu. Thế à? Ừ. Ui dồi, cái bay gì lên cao thế? Không hiểu luôn các bạn. Nhảy lên. Đó, cái này có những cái nó có su các bạn ạ. Rồi bây giờ mình nhảy lên, mình chơi cái đầm dầm một cái vào cái hỏi trầm đấy. Không được hả? Đây, nhảy lên. Nhảy lên rồi di chuyển. Nhảy lên, dầm. Nhảy lên, dầm. Nhảy lên. Không được, không được, cái này không được. Không được các bạn. Không lấy được các bạn ơi. Đúng rồi. Đi rồi, ôi hàng cây xanh thắm rơi mai trường. Lấy đà để nhảy lên. Ăn cái xù, ăn được có một xù. Ăn thế thôi, ăn nhiều các bạn chửi cho đấy. Khẽ khẽ được các nhảy bạn. Nhảy đi. Yeah. Wow, quá đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn. Nhảy tiếp, nhảy tiếp. Nhảy tiếp. Nhảy tiếp, sợ gì? Sợ phết đấy các bạn. Ui, cái gì đấy? Cái gì đâu, mình nhảy qua đây mà. Thế mình cảm giác như kiểu mình bị đẩy đi. Ui, tự nhiên chỗ này bị tối đi các bạn ạ. Một thế giới đen trắng các bạn ơi. Tôi
Tôi bị sao đây? Tôi bị hôi. Tôi không thể tiếp tục cùng với gì đây? Là sao? Không biết, tôi không thể tiếp tục cùng với cái gì đấy. Tức anh này đang bất lực. Kiểu anh này đang kiểu như này à. Luigi, Luigi, mình là Luigi hả? Ấy đang gặp cái thứ gì đấy các bạn ạ. Không thể chạy tiếp được. Tự nhiên trời tối này, không thấy hàng cây xanh thắm nữa rồi. Cũng không có chướng ngại vật gì luôn, một đường thẳng luôn. Ôi, cứ đi đây à? Ờ. Đi, đi. Ôi! Người đội chiếc mũ màu xanh chính là Luigi hả? Ờ. Luigi, bạn đấy có phải không? Đấy. Đúng rồi, Mario. Tôi chính là Luigi đây. À! Luigi mồm to. Đó chính là tôi. Cầm Mario. Màn hình zoom lên. Bạn, bạn thân mến, người anh em thân mến. Mẹ chết quẹo rồi anh em thân mến. Ăn thịt luôn. Vậy là Luigi đã ăn thịt Mario. Và cái trò chơi này đến bây giờ mới là bắt đầu nha các bạn. Trước đấy chỉ là không phải là demo thôi, không phải là bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Ui. Một cái bàn tay kéo tấm bản đồ. Làm gì đấy? Không biết. Ui, tiếng đập bụp bụp bụp. Có cả tiếng hét đúng không? Ôi giời ơi. Luigi đã bẻ vỡ tấm bản đồ. Đấy, và nó bảo là đây chính là thời điểm để đi rồi. Đấy. Và Mario đã bị thả trôi xuống một cái vùng không gian đen xì. Không hiểu cái gì. Đúng rồi, Mario còn đang lộn tầm vòng nữa các bạn ơi. Rồi sao? Sao mãi không rơi xuống thế? Tại vì cái không gian nó quá rộng lớn nên là mình rơi sâu mãi. Giống giống như kiểu mình đang rơi trong vũ trụ, mình là phi hành gia. Nhưng mà đây. Đấy, nó rơi tụt trở thành con rồi. Trở thành con ma mất tiêu luôn rồi. Nó rơi tụt luôn các bạn. Rồi, Mario thế giới thứ hai nha các bạn ơi. Ồ, nhìn cái map này các bạn ơi, sợ thế. Cái map này là vẫn có những cái cây nhưng mà biến thành cây ăn thịt người rồi sao ấy. Ok. Enter đi Thành ai. Sợ. Quên mất phím Enter à. Nhưng mà sợ quá. Anh là ai? Nó hỏi đó, anh là ai? Tôi không biết tôi là ai. Ok, thế giới chết chóc màu đen trắng nha các bạn. Phải nhạy nhạy đập đầu lên 2 xu đấy. Thế. Thôi đi đi, làm sao mà thoát ra khỏi thế giới này bây giờ các bạn. Đó chính là tắt máy tính ạ. Tắt máy tính thì nói làm gì. Ui, đứng một chỗ thì cái con kia nó đến ăn thịt đi bây giờ. Ô, mình chờ quay lại nhìn là nó biến mất các bạn ạ. Nó là một hồn ma đó các bạn. Ôi, chỗ này anh đứng được. À. Anh đứng lại phát nó bắt đây. Phải chạy ngay và luôn. Bây giờ mình cứ đi, mình không nhìn mặt lại nó xem nó làm gì mình nhá. Đấy, nó bay theo mình kìa các bạn kìa. Nhưng nó chỉ là một hồn ma thôi. Này, chết cùng tao chưa? Tao tự tử, hai đứa cùng chết. Tao làm gì nhau? Trời ơi, tao chơi ngu thật sự luôn. Không hiểu kiểu gì luôn ấy. Đừng có đùa với anh. Rồi, lại nào các bạn ơi. Rồi, nhà mình sẽ chơi cố gắng để thắng nha các bạn. Rồi, cứ đi thôi. Này, mình... Đúng rồi, đừng có dừng lại. Thấy mặt nó là mình sẽ phải quay lại nhìn nó nha. Không là nó giết mình đâu các bạn. Đứng nhảy mãi một bậc, không hiểu kiểu gì. Nhảy đi. Đấy đà đà. Nhảy đi. Hay. Ôi xin vĩnh biệt. Chưa có con ma tự nhảy xuống rồi. Trời ơi. Lỗi kỹ thuật. Rồi, quay lại chỗ này rồi. Và bây giờ mà thôi. Mình phải đi tiếp. Trời, các bạn ơi, nó cứ theo mình thôi, ghê quá. Nhảy lên. Nhảy tiếp. Đây có những bộ xương các bạn này. Những bộ xương trông không hề đáng thương. Trông rất xấu. Không nhảy lên à. Rình rình nó cứ bám theo mình các bạn. Yeah, nó bám kìa, nó bám. Ừ. Lấy tay nó sờ vào gáy, nó bóp cổ đó. Ui, những bụi cây kìa. Rồi, xong luôn, tự nhiên nhảy xuống làm cái gì luôn á. Game lừa. Kìa. Mario game over rồi, nó bảo là game over đấy, kết thúc hay là không? Không. Trời ơi, nó hù mình. Và chúng ta bắt đầu phần này sẽ cố gắng chơi từ đầu đến cuối thắng luôn. Không. Đừng có bốc phét. Tôi không bao giờ tin bạn. Hãy tin đi, thua mấy lần thôi gì. Mới có mấy lần. Chậm lại cái là nó sẽ ấy ngay các bạn, nó sẽ đi theo mình ngay. Không phải chậm đâu các bạn ạ. Chỉ cần chúng ta...
Hello. Chỉ cần chúng ta bị tắc. Không hiểu vì sao luôn các bạn. Tự nhiên quả đấy mình bị nó làm đứng yên lại các bạn. Đúng rồi. Rồi. Nhìn lại phát. Không không không, nó sẽ đánh bay theo mình. Đấy. Cẩn thận đấy. Nhìn, đấy, cần nhìn đúng cái phát nào. Nó không làm gì được mình luôn các bạn. Nhìn. Phải thật là cẩn thận nha, không là nó bế đi đấy. Có nhiều xác con gì thế? Chị cứ theo dõi mình đúng là hồn ma phát. Chơi ú à với mình đây mà. Bạn này cẩn thận nha, bạn này vừa chết ở đoạn này đấy nha. Nó vừa lừa mình các bạn. Rồi. Không chịu quan sát đã nhảy rồi. Nhảy lên. Ý. Một chiếc ô tô các bạn ơi, một chiếc ô tô. Ê, ê, cái gì cứ bám theo hoài vậy? Nhảy đi. Một chiếc ô tô nữa. Ô tô có máu nha các bạn. Đây như kiểu trên đường cao tốc ấy các bạn. Rồi nó cứ xuất hiện nữa các bạn ạ. Thôi anh ơi, anh gì ơi, thôi tha cho em đi. Chạy đi, cắm đầu vào mà chạy. Không quay mặt lại nhìn là mình chết luôn đấy các bạn. Đó, chạy. Nhảy. Ui anh ơi, đừng thả cho em đi. Cái tay nó càng kiểu đang muốn chạm vào cái gãy của mình luôn á. Phải cẩn thận nha các bạn. Đúng rồi. Đúng là hồn ma. Ui, đi chết. Tí thì bị bóp cổ các bạn. Cẩn thận đấy. Không ăn, không dám ăn, ăn vàng luôn. Rồi lại đến thế giới đen trắng không có gì luôn. Oh. Qua màn và mình đã nhận được một cái cạt hình bông hoa các bạn ạ. Rồi sao? Cái gì đây? Lucy đó, Lucy. Chúc mừng người anh em. Chúc mừng người anh em vì chắc là đã qua màn đó. Ôi trời ơi, chúc mừng người anh Nhưng... em. Chưa kết thúc. Sao? Tiếng cười ấy, tự kể. Rồi đến cái mã tiếp theo chứ còn gì nữa. Ok, ok người anh em, sợ gì? Ok người anh em, sợ gì? Anh ấy sợ tôi. Thế sợ thật à? Không biết. Ui, một thế giới địa ngục các bạn ơi. Và có con mắt ở bên góc. Ua. Cái gì tóm luôn các bạn. Ôi. Tóm luôn. Bóp trong bàn tay, Bê Quy Thành bắn phọt máu ra như là một quả cà chua. Ủa thế làm sao mà tránh được nó? Thế là chắc có con liên quan đến con mắt ở bên góc trái. Ờ. Hiểu không? Nó nhắm mắt vào thì mình đi, nó mở mắt vào thì mình thế nào đấy. À, anh hiểu rồi. Chắc là phải đấy này, chuẩn bị có nhìn thấy con mắt này. Ăn đi, cứ ăn đi. Không thấy đường chết đâu rồi. Không thấy đường đâu. Cái đoạn đấy là màu đen là phải nhảy qua, hiểu không? Khó hiểu thật các bạn ạ, tôi chết queo ơi. Con nhìn thấy đường không? Chết cực ngu các bạn. Không thấy gì mà. Ở lại nào. Đấy, con mắt. Chạy đi, chạy khỏi đi. Con mắt này nó mở ra nè. Thế chạy cũng bị tóm mà. Không, mình chạy lùi lại. Chạy lùi lại à? Để chờ đến khi con mắt nhắm lại thì mình đi qua. Ừ, các bạn ơi, mình bị tóm cổ, mình chắc mình không chơi đâu các bạn ạ. Game gì đâu, cứ cho mấy cái con này. Cái mắt nhắm thì không nhắm mà mở không mở. Bây giờ nó cứ theo dõi mình, nó cứ tóm cổ này thì ai mà chơi được đúng không? Thôi bye bye các bạn nhé, không chơi mấy cái game này nữa đâu. Game ngày xưa rồi lại còn đáng sợ như thế nữa chứ. Bye bye. Tưởng đâu tìm được người bạn, ai ngờ bị người bạn xử luôn. Bye bye các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn video sau. Và tụi mình sẽ sắp tới sẽ có rất nhiều series game rất là hay. Các bạn hãy cùng đón chờ và đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để có thể xem những series đấy. Bye bye.